Ok, chúng ta cùng cận cảnh chiếc máy ảnh Fujifilm Instax SQ10. Đây là trên tay mình SQ10. Thì nút bật tắt được thiết kế ngay ở phía trên, giúp chúng ta có thể dễ dàng sử dụng cái nút bật tắt như này. On off các bạn sẽ điều chỉnh ở đây. Còn ở đây là sẽ có đèn flash hỗ trợ. Thì ở máy Fujifilm Instax SQ10 này là sẽ có hai nút để chúng ta có thể chụp. Chúng ta đóng lại. Khác với cả những cái dòng Fujifilm Instax trước đây thì SQ10 sử dụng một loại giấy hoàn toàn mới. Nó là dòng giấy Fujifilm Instax Square hình vuông. Đấy. Một hộp như vậy thì nó khoảng 10 tấm. Thế nhưng mà, đấy. Còn những cái dòng Instax bình thường thì sử dụng cái loại giấy bình thường. Nó khoảng 6x9cm. Ok. Đây, một chiếc máy rất là nhỏ gọn mà rất đẹp của Fujifilm Instax. Thì các bạn muốn mua và quan tâm nó có thể tới 16 hàng bài để trên tay hoặc là cầm để xem trải nghiệm trước khi có thể quyết định mua sản phẩm này. Cảm ơn các bạn.